Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Kính thưa quý khán giả, đây là một chương trình talk show đặc biệt của chúng tôi cùng với lại thành phố Westminster để cùng với quý khán giả khắp nơi chúng ta chào đón diễn hành của cộng đồng năm 2023 năm nay. Vì chúng ta đã trải qua một năm với rất là nhiều sự thăng trầm và cũng như là chúng ta vẫn gắn bó với nhau và cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp tục phát triển rất là mạnh mẽ. Và dĩ nhiên năm nay chúng ta vẫn tiếp tục có diễn hành để mà cùng chào đón năm mới, năm Quý Mão 2023. Và với chương trình đặc biệt này thì chúng tôi có sự hiện diện của thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí của thành phố Westminster cùng với lại City Manager tổng quản trị của thành phố Westminster đến đây để cùng với quý khán giả giới thiệu về diễn hành Tết rất đặc biệt của năm 2023. Trước hết xin kính chào. Hello ma'am, how are you doing? I'm good, thank you. Yeah, can you please introduce yourself to our audience watching us right now? Absolutely, thank you. My name is Christine Cordone. I am the City Manager for the City of Westminster. Yeah, đây là cô Christine Cordone và cô chính là tổng quản trị của thành phố Westminster. Và xin mời thị trưởng có thể gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Dạ vâng, thưa chị, lời đầu chúng tôi xin được cảm ơn chị Mỹ Linh cũng như là đài VTV 7.3 đã cho chúng tôi có cơ hội này để mà phổ biến cái tin tức về cái đại về cái diễn hành Tết vào năm 2023 này, xuân Quý Mão. Và thưa với quý vị, chúng tôi rất là vui được thưa chuyện với quý vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để giúp quý vị hiểu thêm về một số vấn đề về cái diễn hành Tết năm nay. Dạ, cảm ơn thị trường rất nhiều. Oh yes, hello, girl. Maybe that at the first question I would like to know, as I know this is the first time that cities of Westminster host and celebrate the parade to our like community. That's really excited. And so new for the like, city of Westminster. Can you please tell me why the city would like to like involve and would like to like participate in everything to celebrate the event? Absolutely, absolutely. So as you know, as we're all aware, the Little Saigon community and the Vietnamese community is a very important part of our city. So in the past, the city has hosted the Tet Parade. The last time was probably about 10 years ago. And so, you know, things have changed and, we, you know, the city had some financial issues. And so, unfortunately, the city could not sustain hosting the event. And so for the last decade, we've had private organizations that would apply to host a parade. And so now that, you know, 2023, we are trying to kind of rebuild our community and just highlight the importance of our, you know, of our culture and just, you know, how important this is to the community. We didn't see that there were any applications or interest in someone from the outside, you know, to host the parade. You didn't see that yet. Yeah. So. And so, you know, the city, you know, and the community, being that we're very deep rooted with the culture here, the Tet Parade draws, you know, the largest crowd of all of our events in the city. Mm. And so it would, we would be remiss if we did not try to host this ourselves. Yes. Right. That's the reason why the city has to involve and host the event again after 10 years. Yes, absolutely. Wow. It is definitely an important part of the city's culture. Right. Yeah, thưa quý vị, thành phố Westminster quay trở lại cách đây 10 năm thì họ đã từng tổ chức để mà diễn hành Tết. Nhưng mà rồi sau đó vì vấn đề tài chính thì thành phố không có tổ chức nữa, mà để cho những cái tổ chức tư nhân họ có thể apply vào thành phố và đứng ra tổ chức. Thì như chúng ta đã biết rồi, nhưng mà năm nay thì thành phố không có thấy một cái tư nhân để mà nộp đơn xin vào thành phố để mà tổ chức diễn hành. Thì điều đó thì làm cho chúng ta có thể buồn và sẽ nhớ cái diễn hành lắm. Tại vì nếu như không có diễn hành thì sẽ rất là buồn cho cộng đồng của chúng ta. Và thành phố muốn cộng đồng phát triển, tại vì cộng đồng Việt Nam là một thành phần rất là quan trọng của thành phố Westminster, cho nên là vẫn muốn có diễn hành diễn ra. Và chính vì như vậy mà thành phố quyết định sẽ là người đứng ra tổ chức cho diễn hành Tết của năm nay. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, và thành phố cảm thấy là cộng đồng của chúng ta cần phải gìn giữ cái nét văn hóa này của người Việt. Chị Mỹ Linh, tôi xin bổ túc với lại bà tổng quản trị. Thưa với quý vị, như quý vị biết rằng là mọi năm thì chúng ta có những cái tổ chức tư nhân mà nộp đơn vô để mà là thành phố xét đơn và đồng thời cho phép để mà thực hiện cái cuộc diễn hành Tết. Và thưa với quý vị, năm nay thì quý vị biết rằng là cái ngày Tết đó, nó diễn ra rất là sớm,
so với lại những năm trước đây. Những năm trước đây thì quý vị nó thường thường nó vào đầu tháng 2 hoặc là giữa tháng 2. Năm nay thì nó lại vào giữa tháng 1, bên giữa tháng 1. Dạ, tuần thứ 3 tháng 1. Dạ. Thành thử ra thưa quý vị, cái đó là nó cũng làm cho một số các tổ chức cũng không có đủ thời gian. Và năm nay cũng là vừa xong, quý vị cũng thấy rằng là cái năm mà tổ chức về cái vấn đề bầu cử này kia nữa, cho nên là nó quá cận ngày để cho các tổ chức có thể làm được. Và khi mà các tổ chức không có nộp đơn như vậy thì thành phố thấy rằng là đây là một cái lễ, ngày lễ truyền thống của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Mà như vậy nếu mà chúng ta không có cái diễn hành Tết năm nay thì quả là một cái sự thiếu sót. Cho nên chính vì như vậy mà thành phố nói rằng cho dù là có gặp cái thời gian nó ngắn ngủi như vậy, nhưng mà thành phố đứng ra để mà tổ chức cái cuộc diễn hành này. Thành thử ra chúng tôi phải nói rằng là cảm ơn thành phố đã nghĩ tới cái tầm quan trọng của cái ngày lễ truyền thống của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt cũng ở nơi này chúng tôi cũng xin được cảm ơn bà Tổng Quản trị là Kristen Corden cũng như là các nhân viên trong thành phố và hội đồng thành phố đã làm việc rất là tích cực trong những ngày vừa qua. Mặc dù là những ngày lễ cuối năm hoặc là đầu năm như vậy, nhưng mà chúng tôi biết là bên bà Tổng Quản trị cũng như nhân viên cũng như là cá nhân chúng tôi và nghị viên Amy Phan West và hội đồng thành phố đã làm việc, phải nói là làm việc ngày đêm để chúng ta có một cái cuộc diễn hành trên đại lộ Bosa vào ngày 22 tháng 1 này một cách nó diễn ra rất là tốt đẹp. Cái phần đó thì chúng tôi xin được thưa với quý vị rằng là chúng tôi đã cố gắng thực nhiều, và còn lại là chúng tôi xin được kính mời quý vị tham dự thật đông đảo. Dạ, như vậy thì bây giờ cái tiến trình mà chúng ta chuẩn bị đã đến đâu rồi thưa? The progress. Can you tell us the progress of How about the process? So what's the process we're going right now? Because how about the application for Absolutely. Like the So we are still accepting applications for parade entries. So if anybody has a marching band or performing group, or you know, if your business you want to walk through the parade, we are certainly accepting applications for the parade entries. So where's the application? Online or something? So we have a couple of places that you can find it. You can find it online, or you can call the phone number 714-895-2560. 2860. Yes. Yeah. Okay. 2860. Yes. And you know, we can get the application to you. You know, anyone who would like to participate with a float entry, we still have availability for that as well. So that's what we're working on. We are still accepting sponsorship applications. So if anybody would like to support the parade for now and in the future, we're certainly accepting sponsorship applications. Okay, so on the City of Westminster website. On the City of Westminster website, yes. Oh. And you can find it on our Instagram and on our Facebook too. Wonderful. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta vẫn có cơ hội và vẫn có đủ thời gian để mình làm application, mình ghi danh để tham dự diễn hành các hội đoàn nè, rồi cũng như các cơ sở thương mại, rồi các nhóm vũ, rồi các marching band của các trường học. Quý vị muốn tham dự vào diễn hành, xin hãy vào trang nhà của thành phố Westminster. Quý vị vào website của thành phố Westminster có application ở trên đó, trên Facebook cũng có luôn, on Facebook too, để cho quý vị có thể làm cái application ở trên đó. Và những ai muốn bảo trợ, muốn sponsor để mà cùng với lại thành phố Westminster có thể có một diễn hành thật là đẹp cho cộng đồng của chúng ta, vẫn có cơ hội để quý vị bảo trợ. Tất cả những application có trên cái website của thành phố, hoặc là quý vị gọi điện vào cho thành phố nhé. Số phone để mà quý vị liên lạc cho diễn hành Tết của thành phố là 714-895-2860, 714-895-2860. Kính mời quý khán giả nhớ gọi vào. Dạ vâng, thưa với chị Minh Linh cũng như là bà Tổng Quản trị, thưa với tất cả quý vị, chúng tôi phải nói rằng trả lời cái câu hỏi của chị Minh Linh, cái diễn tiến tới giờ phút này chúng tôi phải nói rằng là chúng ta rất là khả quan. Thưa với quý vị, tất cả các công việc mà chúng tôi làm đó là chúng tôi cũng đã chuẩn bị họp hành ngày đêm để mà gọi là cố gắng chu toàn cái công việc đó. Và những người mà tham dự đó thì cũng đã có một số đơn tham dự đã nộp vô rồi, thưa quý vị, và chúng tôi đang là duyệt lại những cái đơn đó, và đồng thời chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý vị, và sẽ có một cái phiên họp để mà mời tất cả quý vị lại để mà chúng ta đúc kết cái việc diễn hành này trước khi mà chúng ta gọi là tổ chức cái ngày đó. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái ngày mà cho cơ quan truyền thông để mà chúng ta họp báo. Dạ vâng. Thưa quý vị, như là bà Tổng Quản trị mới nói đó, là chúng tôi đã có cái đơn ở trên trang nhà của thành phố Westminster. Nhưng mà đồng thời quý vị nếu trong trường hợp mà có khó khăn gì mà để download đó, quý vị có thể gọi về cái số điện thoại là 714-895
2860. Và quý vị nếu mà muốn email về thì quý vị cho email thì họ có sẽ email cho quý vị, in xuống rồi điền xong mang trở lại để mà nộp cho thành phố. Tới giờ phút này chúng tôi vẫn còn đang là nhận đơn, và mặc dù là chúng tôi cũng có một số rất là đông là để tham dự, và đặc biệt là chúng tôi có cái sự tham dự của các tổ chức như là tổ chức quân đội, rất là hùng mạnh. Cho với quý vị, chúng tôi phải nói là hạnh diện thì chúng ta có được cái sự tham dự của các tổ chức quân đội và các tổ chức công quyền, cũng như là các dân cử cũng đã nộp đơn cho rất nhiều các tổ chức như là công quyền bên sở môi trường vệ sinh, bên sở thủy cục, bên các trường học. Và đồng thời chúng tôi có rất nhiều người là thành phần thuộc thành phần thương mại cũng như là các tổ chức đã ghi danh rất đông. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả quý vị, chúng ta hãy mau mắn để mà nộp cái đơn tham dự diễn hành Tết. Chúng tôi cầu mong rằng là có nhiều, càng nhiều đoàn thể, càng nhiều tổ chức mà tham dự vào cuộc diễn hành Tết này thì là cái đó là càng làm cho cái cuộc diễn hành phong phú. Thành thử ra chúng tôi rất mong được sự tham dự và đông đảo của quý vị. Đồng thời chúng tôi cũng thêm vào với lại bà tổng quản trị là xin được kính mời tất cả quý vị là những người mà không phải là ở đây mà quý vị ở xa, from far away, you can also join us at this temporary diễn hành Tết năm nay. Và chúng tôi biết rằng năm 2020 cũng như là năm trước thì chúng ta đã có rất nhiều người từ xa về. Hôm nay chúng tôi có cơ hội để nói chuyện với một vài người YouTuber thì họ cũng cho biết rằng có những người từ London cũng về, có những người từ những tiểu bang khác hoặc là ngay cả bác của Mỹ Linh là cũng ở xa, từ bên Boston cũng về để mà tham dự diễn hành. Đó, cho nên là rất là excited, từ bên lần đầu tiên ở phương xa được coi luôn trực tiếp diễn hành. Cho nên là mời quý vị nhớ đến với diễn hành trên đại lộ Bonsa ngày 22 tháng Giêng năm nay. Và kính thưa quý khán giả, đến đây chúng tôi sẽ kính mời quý vị vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Mừng đào đến tân nguyên mong, làm sơn trong quân minh, nguyện trai giấc vua lên.